Ôi, trời Vin, con kiếm gì vậy? Chuồn chuồn hả? Đâu chuồn chuồn đâu? Kìa đằng kia quá trời chuồn chuồn luôn kìa. Ôi, chạy lại thôi, trời ơi, quá trời chuồn chuồn luôn hả? Ủa, cái gì mà nhiều màu dữ hả? Cái gì vậy Băng Kiệt? Trời, cái gì vậy Vin? Chống chống hả? Rồi đi lượm chống chống lại lên. Quá wow, chống chống nó bay được kìa. Rồi lượm nhanh lên nghiêng, rồi chạy lượm. Quá wow, ai để đó kỳ vậy hả? Rồi quá trời chống chống luôn các bạn ơi. Rồi mấy cây rồi? Rồi cho con biết lượm đi. Ôi. Còn cái gì bên kia vậy? Cái gì hả? Ủa cái gì vậy Băng Bim? Quá wow, các bạn ơi, nguyên một bộ đồ chơi đã dữ hả? Đồ chơi gì hả? Rồi đem về gỡ ra nghiêng. Đấy các bạn ơi, bạn Bi với bạn Kiệt quá, wow, chống chống bay đã quá, đi lượm được quá trời chống chống luôn nè. Ôi chống chống cái màu hồng nó bay rồi. Đây, đó chống chống nó chạy và đã lắm nè các bạn ơi. Đó, mình cầm nguyên một nắm mình chạy luôn đi. Hai cây thôi. Rồi ba cây luôn. Rồi chống chống này là chống chống gió nha. Nó có gió nó bay đã lắm. Đẹp nữa. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ bay thử nha. Rồi bây giờ bạn bắt đầu bay nha các bạn ơi. Rồi bay thử đi bạn Kiệt ơi. Ủa, rồi quanh lại đây coi nó chạy chưa. Ôi được rồi nè, được có mấy cái bay rồi các bạn ơi. Qua wow, bay hết luôn rồi. Rồi gỡ đồ chơi ra chơi nha. Ủa Băng Biên đâu rồi? Băng Biên có bắt con gì vậy? Đâu đâu. Rồi các bạn ơi, Băng Biên bắt được một con ốc sên luôn nè. Đâu cho các bạn xem chứ. Rồi ốc sên trong đất luôn á hả? Ốc sên đâu mà anh lên vậy Băng Biên? Trời mưa nó lên á hả? Rồi đi về gỡ đồ chơi ra nha. Đây các bạn ơi, quá wow, bộ đồ chơi đẹp quá. Đây là bộ đồ chơi gì ta? Chơi thải dòng. Đồ chơi thải dòng hình con mèo nghe. Rồi bây giờ mở ra đi bạn Kiệt ơi. Rồi bạn Bin đi bắt ốc sên nữa rồi. Wow. Rồi ráp lại bạn Kiệt ơi, ráp lại. Đây các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Kiệt với bạn Bin chơi trò chơi thải dòng nha. Đây một cái đồ thải dòng hình con mèo màu vàng đẹp lắm. Cái màu hồng nè bạn Kiệt ơi. Cái màu hồng á, ờ à, đúng rồi. Rồi tới cái màu cam. Rồi mình gom lại nghe. Rồi lấy cái màu cam gắn lên. Rồi tiếp theo là màu gì? À đúng rồi, số 4. Rồi mình gắn con mèo lên nghe. Rồi để thải thử nha. Rồi thải thử coi. Rồi hay quá. Rồi chia vòng ra, chia vòng ra thải nha. Ai mà thải nhiều nhất là sẽ được thưởng nè. Bạn Bin ơi, con thải không? Cái gì? Đâu, con đi bắt ốc sên nữa hả? Đây các bạn ơi, bạn Bin đi kiếm ốc sên rồi. Giờ mình ra mình coi à. Bạn Kiệt thải nha. Rồi 5 cây trống. Ở giờ mình dựng trống trống lên đi bạn Kiệt ơi. Mình dựng trống trống lên cây bông đi cho nó bay. Rồi bây giờ mình sẽ dựng trống trống lên đây cho gió nó bay nha. Rồi dựng hết luôn đi bạn Kiệt ơi. Wow, trống trống quay rồi, đã quá. Rồi cái này nè, trời gió nhiều á, nó bay đẹp lắm các bạn ơi. Đó, thổi được luôn á. Rồi còn một cây nữa để cho bạn Bin gắn đi. Rồi bây giờ bạn Kiệt ơi, mình lấy vòng mình chia ra đi. À bạn Bin 3 vòng, bạn Kiệt 3 vòng nha. Rồi ai thắng sẽ được một cây, là 3 cây á hả? Rồi chia vòng ra đi. Rồi bạn Bin quay về đây bạn Bin ơi. Quay về đây. Quá wow, gió quá trời luôn rồi. Rồi chia vòng ra thải nha. Rồi thải vòng đi bạn Bin ơi. Rồi coi bây giờ coi ai thải hay nhất nha. Rồi thải đi, coi ai thải nhanh nhất. Quá trời, Bạn Bin thải không vô rồi. Rồi anh Kiệt lớn, Kiệt thải hay quá. Hay quá. Còn một cái vào đây nè. Rồi bây giờ đứng xa thật xa thải nha. Coi ai thải hay hơn nè. Đây nè các bạn ơi, bây giờ sẽ cho bạn Kiệt đứng xa thật xa thải nha. Qua wow, một cái. À hai cái. Trời ơi ba cái hỷ luôn rồi. Bốn cái. Năm cái. Rồi vô rồi các bạn ơi, đứng xa quá bạn Kiệt thải không có được. Đây nè cho các bạn xem nghe, đây là cái bộ đồ chơi thải dòng nè, mình vừa chơi giải trí vừa học màu luôn. Nó có rất là nhiều màu đẹp. Rồi bạn Bin chơi bong bóng nữa rồi. Thôi bây giờ lấy cái đầu xây trong trống ra mình chạy thử nha. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Bin với bạn Kiệt bắt đầu đua trong trống nghiêng. Ai mà bay nhiều nhất là người đó thắng nha. Trời ơi chạy ngược rồi, chạy đều nhau luôn. Trời bạn Bin con chạy chung với anh Kiệt luôn nha. Rồi chạy. Rồi anh Kiệt dí theo.
Wow, rồi trời, trong trống của anh Kiệt bay quá trời luôn. Trời, cây băng pin bị hư rồi kìa, nó bị sẹo luôn rồi, chỉnh lại băng pin ơi. Wow, quay thẳng được luôn hả? Để chạy cơ pin hay quá. Wow, trời hay dễ sợ luôn. Rồi bây giờ mỗi người cầm hai cây đi, hai cây mình chạy đi, chạy hai cây luôn nha. Rồi một cây cho bằng mèo chơi. Rồi chuẩn bị chạy nghe. Rồi băng Kiệt chạy trước đi, rồi băng Nguyên chạy theo. Ba chạy. Wow. Đấy các bạn ơi, rồi chạy tiếp nha. Chạy đi Pin ơi, chạy đi coi trong chóng ai quay nhiều hơn. Wow, trời ơi, trong chóng của băng Kiệt quay quá trời luôn rồi, tới băng Pin. Rồi chạy lên đây nghe, chạy lên nè. Rồi chạy lên đây luôn.